của liên đội. Xong rồi thưa giáo quan, Gam còn kết bạn với một người bạn tốt là bác ba. Đàn ông trong gia đình anh đã hành nghề bắt tôm nhiều thế hệ, còn phụ nữ thì nấu cơm tươi cho nhà giàu. Anh ấy giống như một người nói nhiều, hàng ngày cũng nói chuyện với Forrest Gam về thuyền tôm, canh tôm tươi, tôm xào, salad tôm tươi, thịt tôm nấu khoai tây. Nhưng vào đêm khuya, Forrest Gam vẫn không khỏi nghĩ đến Jenny. Vì vậy vào ngày nghỉ lễ này, anh ấy đến quán ba nơi Jenny đang làm, lại tình cờ thấy có khách bắt nạt Jenny. Không nói một lời, anh bước tới đánh tên đó. Jenny bước ra khỏi quán ba và nói với Forrest Gam, anh không thể lúc nào cũng đến giải vây giúp cô được. Nhưng thực ra cô không muốn Gam nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình. Nói rồi dừng một chiếc xe lại rồi rời đi. Tạm biệt Jenny. Quân đội cử tôi đến Việt Nam, đó là một quốc gia hoàn toàn khác. Jenny nghe đến đây cô mới hiểu, hóa ra Forrest Gam là đến nói lời tạm biệt với cô. Trước khi đi cô nhắc nhở Gam qua đó không được quá phô trương, khi gặp rắc rối chỉ cần chạy đi là được. Ok, Gam ghi nhớ lời nói của cô ở trong lòng. Cũng chính là câu nói đó đã khiến anh trên chiến trường Việt Nam đạt được một huyền thoại khác. Không lâu sau, Gam và đồng đội bác ba được cử đến chiến trường. Nó khác xa với tưởng tượng, ở đây không có chuyện bắn phá, chỉ có cơn mưa bất tận ngày đêm. Suốt 4 tháng, đến cả khi đi ngủ cũng bị bao bọc trong mưa. Cho đến ngày đội quân của Forrest Gam bị tấn công, chứng kiến thương vong của đồng đội, trung úy Giang vội vàng ra lệnh rút lui. Forrest Gam không biết rút lui là gì cho đến khi nghe bác ba nói chạy đi. Bây giờ anh ấy đã hiểu, lập tức chạy về phía trước đầu không ngoảnh lại. Nhanh đến mức đạn cũng không thể đuổi kịp. Như Jenny đã nói, anh ấy chỉ cần chạy. Hết người này đến người khác, đồng đội của anh đều bị anh bỏ lại phía sau. Cuối cùng anh đã rời khỏi chiến tuyến. Khi quay lại mới nhận ra rằng không có ai theo kịp anh. Bác ba là bạn thân nhất của anh ấy. Anh phải chắc chắn rằng bác ba không sao. Thế là anh quay trở lại vùng chiến sự để tìm kiếm. Trên đường đi anh thấy nhiều đồng đội bị thương. Mặc dù tất cả họ đều chế nhạo Forrest Gump, nhưng anh vẫn không nỡ nhìn họ nằm đó một mình. Cứ như thế tất cả những người gặp được trên đường đều được Gump đưa lần lượt đến.